Vâng, Giang Dung Lan xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 25 tháng 2 năm 2023, thứ bảy cuối tuần. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhân sự kiện bà Hàn Ni với bà Nguyễn Phương Hằng, Giang Dung Lan xin được gửi tới quý vị và các bạn bài thơ vui với tựa đề Kẻ nửa cân, người dăm lạng. Giang Dung Lan xin phục vụ quý vị và các bạn. Khi bà Hằng ở trong nhà đá, bà Hàn Ni nhảy nhót bên ngoài, vẫn tung tăng toát vẻ rạng người, bởi thấy vui Hằng kia gặp nạn. Rồi ngày đêm chị ta thỉnh thoảng ngồi lai chim tỏ vẻ hà hê, tại bà Hằng chọc chị nhà quê, đụng Hàn Ni có ngày lên thớt. Nhiều khán giả ngày đêm hóng hớt, vẫn đinh ninh chị báo Hàn Ni, trước tới giờ không có tội gì, lỗi tại Hằng già mồm đụng chạm. Quyền riêng tư mụ Hằng đã phạm, bởi làm quyền dân chủ lai chim, bởi Hàn Ni suốt mấy ngày đêm, Hàn cho rằng chị oan nhiều lắm. Kẻ nửa cân người kia dăm lạng, bà Hàn Ni chẳng phải dạng vừa, thói đàn bà vẫn máu ăn thua, quỹ mổ tim lôi ra mổ xẻ. Drama những ai còn nhớ, cả hai người đấu tố lẫn nhau, ai cũng cho mình đã rất đau, bởi đối phương tìm cách dựng chuyện. Một nhà báo chẳng lo tu thiện, làm chuyên môn cống hiến cho đời, chỉ thích lên trên mạng nhiều lời, không giữ mồm nay thành vạ miệng. Rồi hai bên phát đi đơn kiện, ai cũng cho mình chỉ nạn nhân. Hằng vào trước sắp sửa đầy nắm, giờ Hàn Ni cũng vào chung hộ. Vào đấy rồi đừng nên hùng hổ, hai con cọp chớ nhốt chung chuồng. Thích tranh luận hãy mở live stream, để tránh cho hàm răng vỡ miệng. Hà Nam ngày 25 tháng 2 năm 2023, tác giả Dòng Sông Lam. Vâng, Dòng Sông Lam xin kính chúc quý vị và các bạn cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Và mọi người đừng quên hãy nhấn nút like và nút chia sẻ, nút đăng ký ủng hộ kênh Dòng Sông Lam. Xin trân trọng cảm ơn nhiều.